tháng mang thai, những tưởng con sẽ được chào đời trong niềm hạnh phúc. Nhưng ngày con chào đời cũng chính là ngày con về với đất mẹ. Gia đình quyết định chọn cho con cái tên Trần Mai Bình An, với hy vọng ở một kiếp người khác, tất cả mọi điều bình an sẽ đến với con. Chuyến xe ngày hôm nay là chuyến xe tiếp tục hành trình đưa mẹ bé Bình An trở về nhà. Người mẹ vĩ đại kiên quyết bảo vệ con tới cùng, nhưng kiếp này con đã hết duyên với ba mẹ. Cũng là con đường quê thân thuộc ấy, nhưng sao nó lại lạnh lẽo và điều hiu đến vậy? Không một ai dám nhắc đến bé Bình An trước mặt chị, vì sợ chị không thể vượt qua được cú sốc này. Không có từ ngữ nào nói về việc mất con cái cả. Vì nỗi đau ấy, sự mất mát ấy quá lớn, không thể định hình, không thể nào đặt cho nó một cái tên. Rồi, xin kính chào quý khán giả. Thì hôm nay ngày 25 tháng 2 2023, thì Cường Thủy đã quay lại cái hoàn cảnh của anh Đạt. Thì đợt trước Cường Thủy với Sư phụ đã đưa bé Bình An về dưới quê và là chôn cất dưới đây. Thì hôm nay Cường Thủy sẽ xuống coi lại, mình xuống có thể xuống cấp cho bé Bình An nghe và gửi bé những món quà. Thì trong cái câu chuyện này thì Cường Thủy cũng đã coi phần mộ của bé sẽ như thế nào. Thì bây giờ cả nhà cũng theo dõi Cường Thủy đi vô chỗ phần mộ của bé Bình An nha. Dạ, kính thưa cả nhà, hôm nay là Thủy đại diện cho anh Tám Sang. Thì hồi nãy là Thủy đã có đưa cho vợ của cháu Đạt từ ở bệnh viện Từ Dũ về tới quê nhà. Thì vợ cháu Đạt thì cả nhà xem video trước cũng biết rồi, vợ cháu là bị khi sanh là bé Trần Mai Bình An. Thì cháu là đã mất và vợ của cháu Đạt cũng bị mổ đi cái tử cung. Thì ở đây là Thủy đang đứng đây là với bé Như, là con gái lớn của Đạt. Thì đây là mộ của em con. Kính thưa cả nhà, thì lúc trước thì anh Sang có chia sẻ, khi anh Sang về đây cũng đọc kinh, anh đọc kinh cầu nguyện và chi phước đến cho cháu. Và hôm nay á, là lúc bắt đầu từ bữa đó thì cháu Cường có với Thủy có liên hệ, thì nhờ gia đình làm dùm cái mộ này. Thì cái nhà Cường là người tài trợ để làm cái mộ cho cháu Trần Mai Bình An. Thì hôm nay mình để về đây để thăm cháu thì một lần nữa, và bông trái cây sữa đốt cho cháu một miếng nhang, hôm nay rất là đẹp luôn. Thủy đại diện cho anh Sang cũng như tất cả mọi người về đây đốt cho cháu Trần Mai Bình An một miếng nhang, cầu xin cháu được yên nghỉ về nơi nhàn cõi, cũng như về lên nước
về lên thiên đàng. Em cũng là một thành viên trong hội chuyên nghiệp BDS của Tiến Sang. Yeah. Em cũng giới thiệu luôn em là cô. Yeah. Bữa em có đưa bé Trần Mai Bình An về dưới nhà, thì em cũng thấy là cái lúc mà cái chỗ mà bé nằm á, thì đây là một cái hổng mà em thấy đào xuống là nước, em cũng sót. Yeah. Nên em cũng có hỏi ý kiến của sư phụ với cô là cái xin là muốn cái phần mộ của bé Bình An á, là em sẽ bỏ từ cái gọi là cái tâm của em, là em để giúp bé người phòng mộ này. Dạ. Đó thì hôm nay thì bữa em cũng kêu cô điện xuống cho anh Đạt thì làm cái phần mộ cho em hết bao nhiêu thì em sẽ thanh toán, nhưng mà bây giờ em xuống thì em thấy đó phần mộ nói chung là làm rất đúng ý của em, là đẹp cho bé được nói chung là bé Bình An được cái là một cái ngôi nhà mới của mình ở cao ráo và sạch sẽ. Thì cho em hỏi là cái phần mộ của mình làm hết tất cả là bao nhiêu thì em sẽ thanh toán lại. Dạ. Yeah. Anh bữa như là anh nhận cái phần mộ này đúng không? Ừ. Của bé Bình An thì bây giờ đó, anh cái phần mộ này bữa giờ anh làm là hết bao nhiêu tổng cộng cho em? Tại bây giờ ý của em á, phần mộ á trước á thì này rất là được nè, nó sạch, nhưng mà cái hai bên hông với đằng sau á thì sau ngày hôm nay em xuống thăm thì bữa sau anh có thể tráng cho em ra đây mỗi bên khúc được không? Cho nó được, sạch quanh ý sạch quanh như hệt như vậy nè, cho nó đẹp luôn. Tại vì sao mình làm cái mộ xong rồi. Dạ. Rồi dưỡng tư tôi á là mới ban đất lại, trang lại làm thử anh nó bằng cái này vậy, nó mới bằng lại vậy. Dạ. Chứ mỗi bữa hổm tại vì em tại vì cái đất này nè bây giờ anh xây dày mà cái đất này không có đây này có xi măng cái này không, đất này bữa nước á cái mùa nước á nó sẽ lúng nó lúng cái sụp cái mộ của bé hết. Nên em muốn là anh cái tráng xi măng từ đây ra đây ra đây nè. Dạ dạ. Đó, bên đó với đằng sau luôn cho em, cho nó sạch cho bé luôn. Đó, như vậy thì phần mộ này là anh làm hết tổng cộng là bao nhiêu? Cũng như phần mộ này là làm hoàn chỉnh là cái mầm mộ cho cháu. Dạ. Là tiền vật tư không là 3 triệu. Thì bây giờ là trước á em có hỏi anh á phần mộ này làm là bao nhiêu. Thì anh có nói là phần mộ này hết 4 triệu, đúng không? Đúng. Và bây giờ á em nói anh luôn là anh cứ làm hết gốc này em sẽ gửi thêm cho anh, để anh làm cho nó hoàn chỉnh cho bé Bình An cho em. Dạ. Được không? Được. Đó. Được, vậy là đông lúi. Dạ. Dạ. Thì bây giờ em sẽ gửi luôn, là nếu lúc đầu em nói là 4 triệu thì em sẽ gửi anh 4 triệu. Thì anh sẽ lo hết phần đúng dạng từ gốc này nè, anh lấy xi măng mà anh tráng hồ già cho em, là chỉ cho nó để nó khỏi sụp cái gốc, được sụp cái gốc này nè. Dơ nữa. Tại cái này là cái phần này, tại cái này là một cái hũng. Cái này là một cái hũng, anh hiểu không? Mùa mưa nước nó sẽ ngập lên tới cái trên luôn. Thì đó, anh đứa này là bằng cái trên rồi, nhưng mà em muốn là không muốn bị sụp cái này nè. Dạ. Ờ, nhưng mà tráng thêm ra. Dạ sạch. Đúng rồi, anh tráng ra em có 1 mét cũng được, anh lấy góc từng tay cũng được 1 mét đi. Dạ. Mà anh đổ bê tông cũng được, bê tông thì càng tốt. Dạ. Anh đẩy bê tông xuống thì cho nó ba góc này có nhiều đâu, nhưng mà ý là cho nó chắc luôn cái phần đế cái này nè, anh thấy không? Anh làm anh thấy không, cái này là nó lúng rồi, thấy không? Sụp liền. Bữa hổm em bị cái này. Đó, này là sụp liền. Hôm cái này này cao rồi, bị tôi sửa đất. Cái đó mình dán là dạ, đúng rồi. Sửa cái chân rồi mình lấy trong đất đó. Ý là giờ anh dán cái chân anh để dài, nhưng mà vô mùa mưa, nước sẽ ngấm bên đây là sụp cái dưới luôn. Bị hổm nó cao gì nè, cái ổng làm cái vừa rồi. Dạ đúng rồi. Tràn qua mình thấy cái lũng á, tràn cái gọi hổm mới ngon tám mấy. Rồi giờ anh cứ làm ra vậy cho em đi. Đúng rồi, đồng ý. Có anh muốn có ý kiến làm thêm thì đó cứ làm vậy cho em. Tôi anh em tôi góp sức lại làm thêm. Dạ dạ. Làm sao cho đẹp cho bé, cái ngôi nhà đó đẹp để sạch sẽ được rồi xung quanh nữa. Tại vì bé cũng tội là bé cũng chưa được ra đời, nhưng mà chưa được thấy ở ngoài. Đúng rồi. Và bé cũng nó cũng đi. Dạ, đó cũng tội cho bé rất nhiều. Đó thì bây giờ nè cái phần 4 triệu em sẽ gửi cho anh. Rồi. Để anh lo luôn cho hoàn chỉnh cho em nha. Dạ, chắc rồi, rồi. Cảm ơn anh. Cho Đạt có nói gì không? Dạ con của con thì sinh ra nó không có được dòng trai ấm áp của hơi cha mẹ nó đó nằm xuống. Hôm nay được cái ngôi mộ hoàn chỉnh này cũng lấy cái hơi ấm của anh Cường rồi. Chú 8 giờ thêm 8 cũng là hơi ấm, cũng mang ơn anh Cường nhờ
anh em trong hội rất nhiều. Nói chung ở đây là không phải mang ơn gì hết, nên em cũng là người cũng bây giờ đi giúp cho những cái chuyến xe cộng đồng với sư phụ. Thì những cái hoàn cảnh này thì em về em thấy là em xót, tại vì anh cũng đang không có, anh cũng thể nào làm cho bé được, hay nhiều hoàn cảnh như vậy. Bây giờ mà anh muốn làm ngôi mộ thì tiền trong lúc này nó cũng khó khăn. Nhưng em nghĩ lại thôi, giờ giúp anh cho bé đi chứ giờ để chừng nào anh mới có, anh có thì lúc đó thì bé cũng lạnh quá. Thì em mới về, bữa hôm đó là em về là em hỏi ý kiến luôn, là làm kêu điện nhanh làm luôn để cho bé nó ấm áp chứ không phải gì hết á. Cái này là cái là lòng của em thôi, anh khỏi cần không, chứ cũng giúp cũng cũng có lại cảm ơn đấy anh Cường với mẹ. Với cái phần này là cũng do nhờ dây duyên của sư phụ. Sư phụ giúp anh cũng có duyên bên hội cũng giúp anh từ lúc mà đưa bé về, xong rồi đưa mẹ về và lo cho bé bình an được nuôi dạy là quá, đúng không? Bây giờ Thủy với lại Cường đi về. Thì bà về nghe con nha. Con phải ráng cố gắng học hành nha. Ráng cố gắng học, đừng có bỏ học để không phụ lòng ba mẹ con và phụ lòng tất cả mọi người thương yêu gia đình con. Nghe nghe con nha. Thôi vậy cô đi về luôn. Rồi con có nói gì nữa không? Dạ con cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình con. Rồi, cố gắng lên nghe con. Dạ. Rồi thôi đi về, đi.